Hôm nay mình đã gặp một chiếc xe tu chở 125. Tình trạng là xe đề đạp không nổ, không hoạt động, không khởi động được. Mình đã kiểm tra lửa buji và xăng đầy đủ, nhưng tình trạng xe đề và đạp vẫn không nổ. Vậy là nguyên nhân gì? Hôm nay mình cũng có một video ngắn để chia sẻ lên cho anh em và các bạn, để cùng nhau ta biết được cái nguyên nhân tại sao mà cái dòng xe Future 125 này mà mình kiểm tra lửa và xăng đầy đủ mà xe lại không khởi động được. Thì để anh em và bạn nếu gặp phải tình trạng cái dòng xe Future 125 này thì nó sẽ sử dụng cái khóa xăng tự động này. Đây là cái khóa xăng tự động trên những cái dòng xe Future 125 này. Có thể là nhiều anh em mới vào nghề ta chưa chuyên sâu, thì đây là cái đường dẫn xăng từ trên bình xăng cấp xuống dưới cho cái khóa xăng tự động này. Và từ khóa xăng tự động này thì nó sẽ có một cái đường cấp xăng xuống cho ca xăng hoạt động. Và cái cách thức hoạt động của cái khóa xăng tự động trên những dòng xe Future 125 này là khi anh em và các bạn ta khởi động xe máy nổ lên, thì nhờ cái dây tiêu mà nó được gắn từ cái cổ ca này, là cái dây thông hơi, nó gắn vào cái cổ ca xăng này. Đây anh em bạn lưu ý giúp mình nhé, là nó kết nối từ cái cổ ca xăng lên trên cái khóa xăng tự động này. Khi máy hoạt động nổ lên thì nó nhờ cái lực hút từ dưới cổ ca xăng, sau đó là nó mở van tự động, và lúc ấy thì xăng nó mới chuyển bằng cái dây này xuống cho ca xăng hoạt động. Nếu cái tình trạng mà xe của anh em và các bạn đang gặp cái tình trạng mà xe không khởi động được, không nổ được, mà anh em bạn ta kiểm tra buji, lửa buji và xăng đầy đủ mà xe vẫn không khởi động được, thì anh em và bạn ta sẽ chú ý giúp mình cái đường dây thông khí này từ dưới cổ ca xăng mà nó kết nối vào trong cái van xăng tự động. Thì cái quá trình lâu ngày nó sẽ bị hư hỏng, hoặc là nó bị chuột cắn đứt, hay là cái tình trạng mà bị va chạm và nó bị thủng đi. Khi cái dây thông khí này mà nó bị thủng đi thì anh em bạn ta đầy hoặc đạp xe thì cái khí nó sẽ thoát ra ngoài và nó không cấp lên cho cái van xăng tự động hoạt động được. Cho nên là cái van xăng tự động này nó sẽ không được mở, cho nên là nó sẽ không cấp xăng xuống chuối ca xăng hoạt động được. Vậy thì anh em và bạn lưu ý kiểm tra giúp mình cái dây thông khí mà nó được kết nối từ dưới cổ ca xăng lên trên cái van xăng tự động này. Nếu như mà tình trạng mà nó mà đứt hoặc nó thủng thì anh em và bạn ta sẽ phải thay thế sang cái dây tiêu mới. Thì lúc đấy thì anh em bạn ta đạp hoặc ta đè xe thì cái khí từ như cổ ca xăng nó cấp lên trên cho cái van xăng tự động này hoạt động, thì cái khóa xăng tự động này nó sẽ mở, thì xăng mới được cấp xuống cho ca xăng hoạt động, thì xe của anh em và bạn ta mới nổ được. Và bây giờ mình sẽ thay cái dây tiêu này để xem xe có nổ hay không. Nếu như mà xe nổ và khởi động được thì anh em và bạn ta gặp cái tình trạng này thì cứ kiểm tra cách giống mình đây, thì sẽ giải quyết được cái tình trạng mà trên những cái dòng xe Future 125 này mà anh em bạn ta để đạp khởi động không nổ. Đấy, ngay bây giờ khi mà mình thay cái dây tiêu mà nó được kết nối từ dưới cổ ca xăng lên cho khóa xăng tự động hoạt động, thì ngay lúc đó thì xe đã đề và đạp khởi động được. Như vậy anh em và bạn ta lưu ý giúp mình, thì đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà trên những cái dòng xe Future 125 này mà anh em bạn ta đề và đạp khởi động không nổ. Thì mình cũng có một video ngắn này chia sẻ lên cho anh em và các bạn, hy vọng có thể giúp cho anh em và các bạn. Nếu gặp được cái tình trạng trên thì sẽ áp dụng cái cách kiểm tra giống mình là sẽ ok. Anh em và bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình, chúng ta theo dõi những video mới trong kênh. Xuân Lập chúc cho anh em và bạn luôn thành công.